Xin chào các bạn đang xem kênh stream của VPBU và chúng ta sẽ vào trận đấu tiếp theo của giải đấu VP Game Pro League giữa hai đội chính là Newbie Young và Newbie. Đã đổi thành Young không phải Newbie You à? 10 seconds remaining. Bạn ra Bad Rider và Storm và Chon Gallows luôn. Hai hero dạo gần đây thì làm mưa làm gió luôn khi mà có nhiều trận đấu có để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Đó như là Sumail cầm Storm hay là Chon Gallows chẳng hạn thì dạo gần đây được sử dụng khá nhiều. Giờ liệu rằng ban ra những vị trí limit như Queen of Pain, Sniper, Champ. 5 seconds remaining. Reserve time. Newbies turn to pain of không phải là Sniper như tôi dự đoán mà đó chính là Seraphine, nhưng mà có Queen of Pain rồi. Liệu rằng Newbie Young... Wow, một những lực pick rất nhanh đến từ phía Newbie Young. Đúng là trẻ và khác, họ không phải suy nghĩ đắn đo quá nhiều. Đúng kiểu sống, hãy sống hết đến hết hôm nay và ngày mai tính sau. Spirit Breaker hay đúng rồi, mình gọi tắt là con Bara. Ở đội tập 1 này gọi là Bara. Thế con này cũng được lựa chọn khá nhiều vị trí đi offlane và con này nó khá là cơ động thì đúng hơn. Hàng mà nó check đi các clan và thêm một support có thể hỗ trợ đúng đó thôi, có thể kết thúc được đối phương. Và Lina một hero nước đam rất tốt và thường đứng ở vị trí semi. Thế vì họ cũng có cho mình một hero support khá tốt, đó chính là con Earthshaker khá roam gánh sớm. Early game. Không hiểu rằng là trận đấu này thì Newbie Young sẽ lựa chọn như thế nào để mid với Queen of Pain đây. Storm thì ban rồi. Dire team ban. Silent cũng ban luôn. Newbies turn to ban. Chen cũng ban, Silent cũng ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Dire team ban. Các bạn đang bàn tán về chuyện lông phải không? Thực sự thì con người ai chẳng có lông. Nếu như mà ai không có lông thì mới gọi là khác người. Ông giống như họ nhà khỉ mà không có lông thì nó chết. Jagannath dành cho Newbie Young. Thực sự nếu như để con Bara này mình cũng thích một hát Gary, đó chính là con Line, như con Line Stealer ấy. Con Bara có thể chạc đi và Line Stealer có thể ẩn vào Bara và sau đó thì đi muôn nơi đi đâu thì đi. Ban ra Croc và Terror Blend cũng nhiều Root Mother trên phía Newbie. Và hai team này thì mình nghĩ rằng có thể cái khoảng thời gian mà họ chơi với nhau thì là khá nhiều, bởi vì họ cũng có remaining. Một nhà tài trợ đó chính là Newbie. 5 seconds Newbie. Remaining. Reserve time. Axe. Dire team pick. Shadow Demon để đấu cặp cùng với Lina. Shadow Demon sẽ là người ẩn xuống và Lina sẽ là người tham minh chuẩn để có những pha stun thật kinh khủng khiếp và sau đó dồn đam, núp đam. Nhưng mà cũng phải khá cẩn thận, không thì sẽ là bóp team khi mà Shadow Demon không tinh tế. Đấy, Spirit cũng nhờ với Jackanut. Newbie lựa chọn cho mình một ASD offlane rất là cứng khi mà thấy đối phương những hero remaining. Chủ đạo của họ đều là tay ngắn. Và ấy, việc mà đi với tay ngắn thì hoàn toàn ấy có lợi hơn rất nhiều. Remaining. Reserve time. Ừ.
back. Dire Team Ban. Như vậy Newbie họ lựa chọn cho mình một Bristleback sẽ là người phàm là sếp, và bây giờ họ chỉ còn thiếu cho mình một hero support nữa thôi. Trận này 10 seconds remaining. Thường thì hai những xuất hiện những cặp đôi Shadow Demon và Mirana thì hay sử dụng Abaddon. Nhưng mà nếu như tham minh chuẩn thế này thì Abaddon mình nghĩ chắc cũng không hiệu quả lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt bàn cuối cùng của mình, của hai team. Bây giờ thì Newbie Young họ thiếu một hero limit. Thực sự thì con Lina nó có thể limit được nhưng mà nó được ít sử dụng để limit lắm. Ban ra ở vị trí support. 10 seconds remaining. Hai team này đều là hai team newbie, một già một trẻ. Newbie già và newbie trẻ. Viper, ban ra Viper. Cũng là lượt ban khá là tình ý. Wow, lâu lắm rồi mới thấy Konka, mới thấy chàng, à mới thấy thuyền trưởng. Đúng rồi, lại chàng thuyền trưởng chứ giờ. Thuyền trưởng tài ba, Konka, Coco, Kaka, các loại tên. Hay đọc là Coca-Cola cũng được. Lần ban ra Viper mình nghĩ là hợp lý dành cho bên phía Newbie đó. Tại vì con Viper này khả năng bắn xa rất tốt. Lúc đầu nó đi lên rất là ok, khả năng bắn xa rồi vậy đọc các kiểu. Nếu như để mà Queen thì Viper thì mình nghĩ rằng là Viper chắc chắn là Viper sẽ nhỉnh hơn so với Queen. Và thêm nữa con Viper lại cứng nữa, nó làm tanker cũng được. Bây giờ sẽ còn lượt support ở vị trí cuối cùng này dành cho Newbie. Họ sẽ lựa chọn hero nào đây? Có Earthshaker rồi, combat cũng khá đẹp cùng với Ace. Nếu như hai bên này đều có Blink sớm, có Queen thì chỉ việc đứng ngoài hú. Nếu thêm một thanh niên gom góc cũng được, hoặc một thanh niên để có thể né combo Shadow Demon và Lina như hiện tại thì mình đang nghĩ đến Abaddon. 10 seconds remaining. Nhưng mà mình nghĩ Abaddon thì cũng khó có thể mà nhanh tay mà kịp úp được cái combo này được. Như vậy là có Rubick để cướp những cái ulti khủng khiếp đấy. Chẳng hạn như ulti của Lina. À có bạn hỏi là bây giờ không còn trò Konka cộng Tinker nữa nhỉ? Thì thực sự nếu như để pick cái cặp đôi đó ấy, thì yêu cầu với 4 thành viên còn lại của team để farm cực kỳ tốt. Phải có lượng network cực kỳ ổn định và control được lane. Nếu không thì team mắc thọt, tại con Konka nó chỉ đọc ở nhà thôi, nó không ra lane làm gì cả, nó chỉ đọc ở nhà thôi. Thế là nó sẽ thành ra 4-5 chứ không phải 5-5 nữa. Như vậy thì Tinker sẽ báo hơn rất nhiều. Và chúng ta sẽ cùng vào trận đấu giữa một thế hệ đi trước và một thế hệ đi sau của team Newbie. Newbie già và Newbie trẻ. Ngoài bên phía Newbie trẻ thì 456 sẽ là người cầm Bara. Jackonaut được cầm bởi Pin Yao, SCC cầm Lina, MRR cầm Shadow Demon và MK là người cầm Jackonaut. Đội hình của bên phía Newbie thì vẫn là Jun, Diop và Sang Sen cầm ES chuối, thế là người cầm Rubick, Rabbit sẽ người cầm Ace và cuối cùng là Mu vẫn đi mid với Queen of Pain. Sao lại là 456 mà không phải là 678 nhỉ? Thanh niên 678 hay là thanh niên chuẩn? The battle begins. Money to worthy tribute. Ủa sao cái bộ Konka này nó không hiện đồ? Sao không hiện nhờ? Nó có hiện bộ này mà.
Con ca mặc bộ này trông giống chiến binh hơn là giống thuyền trưởng. Tại thì Lina đang có cho mình một grip và deny một. Mù đằng trước con grip nào cho mình và deny cũng chưa được con nào cả. Hiện tại thì SCC hay là SCC anh có lợi thế một chút của những cái phút giây đầu tiên như thế này. Đã có đốt luôn đến từ phía A. Còn này đốt được Bara rồi nhưng mà cũng chỉ là harass được thôi, cũng không thể giết được. Khi mà Ravid lên skill 2 trước chúng phải trốn trước. Hoặc là một cái xoáy thường hay lên xoáy trước để mình đi lên tay ngắn mà. No. Self-denied. Trong khi đó thì trên lên top đó một lần đấu chip. Sau này Kunka sẽ đảm nhiệm vị trí sập và Lina đi mid. Kunka sập. Một gốc của Nivy được cắm ở khu vực mid. Có lượng sai ổn định cho ES có thể tùy cơ ứng biến và đi ra. Mà có thể là một pha fix chùa gank đến từ phía team Nivy. Đây Mu đã có cho mình level 3 rồi. Hiện tại thì Lina đang có cái lượng deny tốt hơn 4 con grip nhưng mà về last hit thì anh vẫn thua một chút cho Mu. Rabbit tình huống này là phốp lắc trắng, không có côn, thôi hỏng rồi, xong con ong. Một khi đứa kia không đuổi được, trời ơi không có giày. Làm sao đây mà Rabbit cũng không có nhưng mà không thể giết được. Có phi cho một cuộc tình. Ngoài thì một chạc luôn vào Rabbit và đầy thôi. Phốp lắc một côn, không chết được, vẫn chết. Đó là một đám tay của 456. Thanh niên 456 có cho mình phốp lắc. Bây giờ di chuyển của chuối cũng như là Earthshaker ra thôi. Xong rồi Earthshaker có run hết. Chưa cả tung fix xua của này, chỉ đi theo đấm chay không cũng đủ đau với thanh niên Bara này. Và liệu rằng không đủ mana để chạc 100 mana cơ như vậy, Bara sẽ phải lên bảng trong tình huống này. Tôi nghĩ là vậy. Tại vì anh không có chạc, có chạc thì biết đâu cơ hội anh sống sót còn cao, chứ không có thì... À là phát đẩy phát thứ hai nào, creep giết nào, không được. Vẫn là sơn xe giết cái con creep này, không giết được. Cái lượng máu cảm giác nhiều, có cái creep và đam tay không đủ để giết con đấy, không biết được con centaur biết đâu mà có thể chết đấy. Có con đấy thì cảm giác thì không thể chết được. Level 4 rồi, mua giờ này đã có bottle, một cái nuôi, tăng được chút đam và... Wow, dồn luôn một stun rất đau đến từ Athena. Giờ sao nữa, fix xuồng thì không tới. Như vậy pha vừa rồi mà muốn ăn mạng của Mu không thành công, không kịp thu những tình huống vừa rồi. Như vậy Elena sẽ di chuyển về. Thought you had that, didn't you? Ở đây xoáy. Có ích vượt Kunka như vậy mà mạng Rizovac đã phải lên bảng dù rằng thì chắc nớt đến từ 4 gai. Và cây ram của trụ nhưng mà không có thêm chút đam tay nào, thành ra là khi nào vẫn sống sót thì vừa rồi lượng máu rất thấp. Và mấy chục máu thôi. Và tỷ số là 1-2 dành cho New Young. Đúng là tuổi trẻ khác, tuổi trẻ lúc nào cũng sôi sục. Tuổi trẻ lúc nào cũng trẻ khỏe. Ăn được double đam thì đang có hú lên bởi Mu một stun hụt rồi và có trạc ra đến từ chuối. Chuối sẽ lên bảng trong tên này. Và Mu anh đang có 8 giây để thổi hỏng Mu lên bảng luôn. Nhưng mà trước khi lên bảng thì anh ăn mạng được của Lina. Má ơi, đánh nhau gì mà liên tục thế nhở. Thế vậy là tình huống mà 1-2. Hoàn toàn lợi thế dành cho Newbie rằng. Có bạn nào đang bet 10 kill mà đang cảm giác hơi thốn không ta? Why not? Đây thì 456 cũng đang gần có cho mình level 6 rồi. Một chút nữa thôi là sẽ có đủ cho mình level 6. Đúng là một con creep nữa sẽ đủ level 6. Rabbit thì đang còn level 4. Trời ơi, đi lên với nhau mà cách nhau
kinh quá vậy trời. Còn bằng cả level mid luôn. Wailina đã có level 5 thôi. Sau một combo đến từ Mu cũng như từ sang xe vẫn có stun được vào Mu. Có chắc với Bara. Quả này thì Mu không thể sống sót được rồi. Không thể sống được rồi. Vẫn còn cố gắng cho creep giết là hay thế nào đây. Cho trụ giết. Cái pha đó đã muốn trụ giết. Nhưng mà người đã 456 đi tới nhanh quá. Hai chấm vào tràng. Không lên một cái chấm đẩy nào cả. Vẫn đang ngờ chấm phát thôi. Chưa có chấm đẩy được skill 2 cả, mà đang lên 2 chấm vào 1 để chẳng nhanh hơn. Rồi chip dành cho 456 này thêm một cái mặt mờ mờ nữa đi xác đi. Chuối. Chuối ơi là chuối. Có level 6 rồi mẹ cưng ơi. Một nhấc mà đáp lên đồ được hay không? Không được. Một xoa tổi ra không tới đến với Lina. Có đuổi được hay không? Kìa. Killing spree. Vẫn là một đám tay chơi với từ trên cao xuống. Và killing spree dành cho 456. Bây giờ là X được sang sang thôi hả? Sang sang cũng lên bảng. Và lúc này thì MRR cũng lên bảng với mạng dành cho Mu. Tỷ số là 47 dành cho Newbie Young. Game đấu đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Đàn em đang đàn áp đàn anh. Đàn em đang đàn áp đàn anh. Đọc cái này kiểu đọc nhanh là nhíu. Đọc nhanh là nhíu. Reed đang có một cả một tiền, 456 có một cả tiền. Nào đập, không có đập. Chỉ là múa cái răng anh của con ngon là múc một chút xíu vào. Vào rất sâu và sẽ có côn từ phía ra biết. Pass now, không được, không có mana để chạc như vậy. 456 di chuyển về trụ 2, anh đã có cho mình cái ơn rồi. Tình huống vừa rồi bằng trụ nhưng mà giết người không thành công đến từ phía newbie. Đây trời, ra cỗ ra này thì là một pha ẩn run xuống và run đang thổi gai, có level 6 rồi. Đó là ba Mu đã phải nhảy lên vào hú nhưng mà sao đâu Lemon cũng phải lên bảng. Dire's bottom tower is under attack. Thôi xong trận này 456 nhanh thế này thì sẽ cho thêm một kia thành 678. Radiant's middle tower is under attack. Trụ còn 126 máu. Giờ này Rubik chỉ gặp một pha chạc chết luôn. Có ông Ti là chết luôn rồi với Bara. FK thì lên mắc 2 và 3. À có mắc xin lỗi mắc 1 và hạng 3. Mắc 1 3. Đọc loại xin ngậu FK. Rabbit con thỏ này. Kinh đấy, cũng kinh đấy, không phải là dạng vừa đâu. Biết dừng đúng lúc, vui có chừng dừng đúng lúc đấy. Cũng ghê đấy, bây giờ thì sao? Hai thanh niên này đang cố gắng muốn mạng của Rabbit được hay không ta? Bốn cái tư, một cái tư tiền dành cho Rabbit gần 456 rồi đang có 752. Ngoài thì Jun đang farm ở bãi Asian với sự bảo kê của sang xe. Và Shadow Raymond cũng đã di chuyển xuống chỗ rồi. Và đeo có ích lại stun vào Rabbit. Không được. Dire's middle tower is under attack. Một cái hai tiền dành cho Mu. Có Ward của mình lên bên phía newbie ở khu vực phía. Radiant's top tower is under attack. Được sai lại thì chẳng còn thẳng Rabbit rồi. Giờ chạy được rồi. Đi đâu? Không kịp côn rồi. Làm sao đây? Bây giờ côn được hai người. Nhưng có stun của Kunka. Một stun của Lina nữa thì chạy vào nổi. Như vậy là mega kill dành cho 456. Wow, 6-1 rồi ở phút thứ 9. Như vậy 10 kill đầu tiên dành cho newbie Young. Wow, đến giờ phút này chắc bố bạn phải hối tiếc. Game đấu đang ở phút early game và cực kỳ có lợi dành cho newbie Young. Và game đấu đang ở gần phút thứ 10. Hiện tại thì Mu vẫn đang đứng đầu với lượng network. Và đứng sau đó là Ernest của newbie Young. Và tiếp theo đó chính là 456. Khi mà anh được 6 mạng và chết 1 acid 1 và farm được 16 con creep. Đó không phải là vấn đề. Banana
Ủa, nhanh tay thôi. Cái khoản đấy không... À, có luôn. Và rồi thì Queen cũng đã bình vào khu vực quốc xa của tôi đây vậy. Cũng ghê đấy. Wow, bộ S có bộ skill gì trông kinh nha. Trông hãi khủng thế này. Bây giờ để ý cho cái thanh niên bê 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 này, run này, này run xào đỉa luộc cóc nấu đông này, không sao, run lên bảng đi học và chết ba mạng rồi. Anh acid được một, có TV về của 456 về để gì ghen. Radiant structures are fortified. Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Quả ulti thì cực pin nào. Bây giờ thì Jun đang ra, anh chưa cầu có một chấm sơ cả, chỉ là body block và vẩy gai thôi. Và em cây ra hỗ trợ cho Pina đi về rồi. Và em cây đang muốn vào ăn bắt chuối, đúng hơn một stun fix thừa của S, nhưng mà vẫn kịp chạc tới chuối và chuối đi ra một chút xíu. Bây giờ thì đi vào và mù lên nhảy vào hú rồi. Kìa kìa, một đám tay nữa thôi. Đình, như vậy là unstoppable dành cho 450. Chạc đi kìa, kịp hay không? Trời ơi, cái mạng 7 mạng rồi để mà chết có phí không cơ chứ. Tôi gọi là vừa mạng vừa rồi là dành cho Queen of Pain. Queen of Pain vừa rồi ăn hên quá, tự dưng được 52 killing speed. Giờ này thì đang có chết top chưa có gì xảy ra cả. Và hiện tại là tỷ số đang là 62 ở cuối thứ 12. Đây rồi, đã mở smoke ra bởi các thành viên bên phía New Vinyang. Họ đang di chuyển vào phía rừng. Lúc này họ có một reward ở khu vực rừng. Hiện tại không thấy ai cả và Rubik thì đang chạy về rất nhanh. Run. Rồi thì đi vòng ra mid. Sang xe. Queen of Pain lên gậy lốc. Run. Blink nhanh quá. Thế làm sao mà gì được. Rồi cả team của Newbie đang Newbie ra hết khu vực ở mid. Có lẽ bên phía Newbie rằng họ phải run về. Cái word này mình lấy chút xíu word này thôi. Ăn Roshan rất sớm bởi Newbie Young và sẽ là Aegis dành cho Pinal. Pinal đang cầm cho mình Aegis 456 lên thẳng được bây giờ. Tại sao lại thế, lên cái máu mở thịt hết chúng nó đi chứ. Làm cái mặt nạ siêu nhân vào sát bằng tất cả ấy chứ. Kunka lên dậy Akana bot để boost cho team đúng chuẩn. Kunka support ra đâu. Diamond có giày máu, một cái Magic Stake và đang có cho mình level 6 rồi. Nói chung là support của bên phía Newbie Young họ đang có lượng level cực kỳ ổn. Rubik cũng đủ cho mình level 6, sang xe thì level 8. Ghê chua. Mu đang có cho mình level 11 và một cái gậy lốc. Có lẽ cái gậy lốc này là muốn né những cái pha stun đến từ phía Lina hoặc là những cái pha chạc đến từ Vara. Sorry. Đây gọi là chết bất đắc kỳ tử, chết không kịp làm gì. Giờ thì như Newbie họ đang ổn định lại đội hình và bắt đầu đi gánh ngược trở lại, giành lại lợi thế dành cho mình. Rất thổ bào đến từ phía Mu, anh đã đi vào rất sâu và thả combo vào MR. Một pha stun đến từ Kunka, ulti luôn, tự lớp mình đã né của ulti. Một Pina nhảy vào ulti nhưng có tốc bay đi bởi Mu. Liệu rằng có nổ chết hay không? Không chết rồi, một Kroon đi ghen dành cho Mu. Như vậy là Mu sẽ sống sót và đi quay trở về. Một pha X vào thanh niên BB. Pha vừa rồi thì Rubik cướp được quả ulti từ phía Pina. Anh sẽ có quả nhảy vào và chém ngoài đi ulti ở level 2. Ây dài, nó có
hết gold rồi nhưng mà cũng khổ đâu. Wow, Rubik bóp nhau quá nhỉ, để cho anh xoay tí anh chặt đầu phải là nó chết rồi không. Ui, Phạm Linh vào mắc ảo đến từ phía anh. Đúng là chuẩn Rabbit. Đúng chuẩn Rabbit, chắc có đất thì anh có Aegis. Và như vậy là mạng của Mu đã phải lên bảng khi mà bị 456 chạc và trách vào. Bây giờ thì Jun sẽ lên bảng trong turn này thôi. Rất khó lòng có thể chạy thoát được với cán X từ phía Kunka. 4 giây và mạng dành cho Jackanut tỷ số. Sau pha combat vừa rồi thì ba mạng của Nivy đã phải lên bảng. Duy nhất cái mạng vừa rồi là mạng Aegis của vùng phía Nivy Young thôi. Chính ra họ không mất mạng nào cả. 7-15. Radiant structures are fortified. Cơ cấu rồi, giải này là hư cấu hay là tôi nghĩ là cơ cấu thì đúng hơn. Đây là hai đội ở cùng một nhà tài trợ, cùng một mái nhà, đó chính là mái nhà Newbie hay là Nadie. Nhìn thấy được Lina. Thôi hỏng Lina rồi, đi rồi. Không còn mana. Run hết có nhưng mà cô phải chết thôi. Cô phải chết thôi. Too many irons in the fire. I said good day, sir. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Vậy là chủ Min đã nổ và trụ dành cho Mu. Hai bên đều mất trụ mít rồi. Nói này thì bên phía Nubi Young họ lợi hơn khi mà họ ăn được bên phía Nubi lời hơn một trụ thôi. Cảm giác game đấu này tôi thấy hơi thốn dành cho Nubi già. Khi mà họ đang có rank ở mức rank 16, trong khi đó thì Nubi Young này mức rank 87 trên thế giới. Mỗi là một khoảng cách cực kỳ xa, không có gì xa hơn 16 và 87, mắc xa không phải là xa. 87 con số này không biết là bây giờ Asset, nếu như so với cái phong độ lúc Asset đang cái phong độ cao ấy, còn thua Asset, Asset còn giữ vị trí bao mấy không mà. Dire's top tower is under mà attack. Để cho Radiant's bottom tower is under đàn em attack. Đi sau ref như thế này. 85 smoke vừa chạy từ phía UV. Với ngoài rừng của bên phía UV Young chẳng có ai cả. Radiant's bottom tower has fallen. Ayo. Đây rồi, bên ngoài thì các thành viên của Nivy thì có lẽ không anh được thì họ sẽ ăn luôn cái trụ top này để bù lại cái trụ kia khi mà mình đã bị mất rồi. Nhưng mà để rằng họ đi lên trụ bot không thì họ tiến thẳng vào thứ hai ở bot, đẩy nhà rất nhanh đến từ các thành viên bên phía Nivy Young. Và khi nào thì đang lên cho mình mới cả what the hell. Mu wow Mu, không biết giờ thì tự lốc lên rồi tốc phải đi về đó. Pha lốc thứ hai đến từ Lina và xác định được lên bảng, gần cơ hội đâu mà chạy nữa. Ulti nhảy vào đến từ phía Jack đã chém chết được chuối rồi. Bây giờ thì còn thanh niên Jun đang bị ẩn xuống và anh Stun đến từ Kunka. Nappy 4 mạng, may quá còn sang xem. Tí nữa team của ai bị red thế này thì thảm hại quá. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Thôi cái này cơ cấu rồi, cái này hôm nay không biết là bạn nào có bet to cho Newbie không. Chứ nếu mà bạn nào bet to thì không hiểu rằng bên này mình có phải nói lời chia buồn với các bạn hay không nữa. Giờ một vài thải sang xe thôi rửa và gọi là để tính team wide đấy. Bây giờ được gọi là team wide rồi đấy, team wide rồi đấy. Cả 5 thành viên Newbie đều chết. Chưa đâu, game đấu chưa kết thúc, bây giờ mới phút 19 thôi. Lượng gold chênh lệch bây giờ vào mức 9.000. Không phải là con số này, nó không phải là cả một vấn đề. XP cũng 9.000, con số này vẫn lật được.
Bây giờ newbie chơi kiểu cho người xem thoát tim một tí, kiểu đầu tiên họ sẽ giả vờ họ fit thôi, đánh ngáo ngáo một tí, xong rồi về lết game họ sẽ farm bù, bắt đầu họ thể hiện cái kiểu như mình hay đọc truyện tranh ấy, những kiểu thể loại anh hùng ấy, mà đầu tiên thì bị nó đấm dầm dã cho nát bét bần bẹt, sau đó thì với ý chí và niềm tin họ sẽ vươn lên và họ sẽ đánh cái trả tất cả, kể cả nó sức mạnh gấp 10 lần họ cũng đánh thắng được. Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Chạc vào mua rồi. Đùng, có sai một tí vào ra fix cho này, fix xuống, quả fix xuống, quả sang xe. Hơi lớn một tí rồi cũng sao. Có chắc lại cũng ra chuột. Wow, có một tí từ Lina. Trời ơi, siêu tuyệt vời, quả stun, chỉ nói lại một tí. Quả stun tuyệt vời đến từ phía Lina, GG của em bởi Rabbit. Thôi xong, một game đó kết thúc ở phút 21. Trời ơi, tôi muốn cắm cái gì đó. Má ơi, GG. GG rồi. Thôi GG rồi. Thôi, trận này các bạn nào Yolo kèo dưới không? Xin chúc mừng các bạn nhé. Các bạn đã giành được rất là nhiều tiền cũng như là phần thưởng rồi đấy. Má ơi, đúng là nát bi khác. Sao tì vốn thì nát đừng hỏi. Và có thể trận đấu này thì 4-5-6 thể hiện mình cực kỳ tốt luôn. 11-2 số mạng lớn nhất. 11-2 với Bara đi offland. Và game đấu sẽ kết thúc tại đây ở phút thứ 21. Hôm nay được cái toàn game đấu kết thúc sớm thôi. Các bạn vừa xem xong phần stream bình luận của Mon.